Biến cố hoán cải năm 1521 đánh dấu một cuộc bắt đầu lại, làm lại, khởi hành lại. Để từ đó Ignacio sống cuộc đời của mình như là một người hành hương. Cả trong lúc bị thương sắp chết, cả trong thời gian dưỡng thương, Ignacio vẫn được khắc họa như là một người đang trong tư thế tìm cách gượng dậy, vươn dậy để tìm cho mình một con đường mới, một khởi đầu mới, một cái chân trời mới. Esa bala de cañón también significó que Ignacio fracasó en los sueños que él tenía para su vida. Pero Dios tenía un sueño más grande para él. El sueño de Dios para Ignacio no se centraba en Ignacio. Se trataba de ayudar a las almas. Burning in my heart.